Thưa quý vị, liên quan đến các chùm ca ngộ độc botulinum mà thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần đây, ngày 26 tháng 5, bé NVH, 14 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, một trong ba anh em ruột ngộ độc botulinum đã hồi phục hoàn toàn sức cơ tứ chi, hết sụp mì, tự thở và ăn uống được sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tiết lộ danh sách những món các bệnh nhân đã ăn trước khi phát hiện ngộ độc botulinum. Bé trai nhớ lại, ngày 13 tháng 5, người dượng có mang 5 ổ bánh mì và một cây chả lụa, giò lụa mua từ người bán dạo về nhà để các cháu ăn sáng. Trong đó, bé gái NTX 10 tuổi, em út bé H, là người trực tiếp cắt cây chả còn bọc kín, chia chả thành từng miếng nhỏ và kẹp vào 4 ổ bánh mì. Sau đó, bé gái ăn một ổ, còn hai người anh lớn mỗi người ăn 1,5 ổ bánh mì chả lụa. Ngoài ra, người cô của ba cháu bé cũng có ăn một vài miếng chả. Trong ngày, cả bốn người đều không có biểu hiện gì, nhưng sang ngày 14 tháng 3, tức một ngày sau ăn, ba cháu bé bắt đầu sưng mắt, đi không vững. Trong khi đó, người cô cũng bị nôn ói, tiêu chảy, được gia đình ra tiệm mua thuốc uống và may mắn thuyên giảm, không phải đi bệnh viện. Bé H nói ổ bánh mì của D ăn kẹp chả lụa nhiều nhất nên em D nặng nhất, từ lúc nhập viện tới giờ đều hôn mê. Còn bé X lúc đầu tỉnh, nhưng sau đó phải vào nằm hồi sức, giờ cũng đỡ nhiều rồi. Mấy tuần trước, nhà con đã ăn chả lụa này một lần nhưng không ai bị gì. Sau sự việc lần này, con sợ ăn chả lụa lắm. Theo lời chị Vân, thời điểm bé X còn khỏe có thuật lại với chị rằng cây chả lụa mà bé trực tiếp ăn có biểu hiện bất thường như lá chuối có màu xanh đen, khi cắt ra lại có mùi và bị mềm nhũn, chảy nước. Tuy nhiên, vì thấy chả còn nóng, do mới đem từ trời nắng vào nên bé không nghi ngờ gì, vẫn cắt ra để mọi người cùng ăn. Đến ngày 14 tháng 3, khi các em họ xuất hiện triệu chứng lạ, chị Vân đưa các bé đi phòng khám tư, mua thuốc về điều trị, nhưng cứ uống vào là ói ra hết. Sau đó, chị tiếp tục đưa ba đứa trẻ đến một bệnh viện trên địa bàn thành phố Thủ Đức, nhưng nơi này làm xét nghiệm mà không chẩn đoán ra bệnh. Ít giờ sau, bé D được gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau đó đến lượt các bé H và X cũng nhập viện. Chị Vân tiết lộ, ngoài bánh mì chả lụa, trong ngày 13 tháng 5, các bé còn ăn nhiều thực phẩm khác. Cụ thể, sau khi ăn sáng với món trên, đến 11 giờ các bé dùng cơm với món trứng chiên cà chua, canh khổ qua nấu với xương và khô chiên. Buổi chiều, các bé có ăn món xiên nướng, thịt bò, mực và tôm nướng. Tối cùng ngày, các bé có uống một loại sữa bột. Dù vậy, theo chị Vân, các bữa trưa và chiều của các bé có nhiều người dùng chung. Riêng bữa ăn xiên nướng và hải sản có đến 7 thành viên trong gia đình cùng ăn, nhưng 4 trẻ khác hoàn toàn bình thường. Do đó, dù cơ quan chức năng công bố kết quả xét nghiệm các mẫu chả lụa âm tính với botulinum, gia đình vẫn nghi ngờ chả lụa là nguyên nhân khiến các trẻ bị ngộ độc.